Mẹ ơi mẹ ơi, Su có cái này muốn cho mẹ xem nè. Su được giấy khen cháu ngoan Bác Hồ đó nha. Ngoài ra Su còn được cô tặng cho một cái hộp bút siêu cute nữa. Rồi nè. Rồi kiểu này mà không thưởng cho chị Su chắc chị Su giận mẹ luôn quá. Bây giờ Su muốn mẹ thưởng cho cái gì nè? Mẹ biết rồi còn hỏi, tất nhiên là được ba mẹ dẫn tới nơi mà tụi con thích nhất đó. Ý mẹ ơi, ở bên kia làm gì mà đông vui quá vậy? À thì ra đây là sự kiện chào mừng việc ra mắt khóa học Super Kids mới dành cho độ tuổi từ 6 tới 11 do VGS tổ chức. Kiểu này thì mẹ phải cho hai chị Su nhà ta thử sức trải nghiệm mới được. Nào là trò chơi ném bóng ha. Dữ dằn ghê không, cô dẫn chương trình vừa nói ai ném vào hình sát nhiều nhất là sẽ có quà. Vậy là hai chị Su nhà ta đè ngay mặt con cá mập ném liên tục luôn. Hai chị Su nhà ta mà xong kiếm hợp bích thì ai chơi lại với Su còn high five với ba nữa chứ. Ý bên kia còn có trò vui hơn chị Su ơi. Ý Su Mi làm cái gì mà mắc cỡ dữ vậy? Anh đẹp trai dẫn chương trình chị hỏi con là how old are you thôi mà, thì con biết là hỏi con bao nhiêu tuổi á, nhưng mà con vẫn thấy đẹp trai quá nên con mắc cỡ. Mà mẹ cũng phải công nhận một điều, ở đây có nhiều trò chơi với nội dung phong phú sống động thật chứ, vừa đa màu sắc lại còn giúp hai chị Su nhà ta vận động thể chất nữa nè. Khoan, chưa hết đâu nha. Bây giờ chị Su nhà ta thử sức với trò chơi leo núi giải cứu các vệ tinh. Trời ơi là trời, bà mập quá, bà leo không nổi rồi kia trời. Đây đây, đã có siêu nhân ba hỗ trợ Su rồi nè. Cuối cùng thì cũng lên tới đỉnh. Ý khoan mẹ ơi, chưa hết trò đâu, còn trò này nữa nè. Trò này con nghe nói mới là trò thú vị nhất của chương trình nè. Ủa mẹ thấy đây chỉ là trò chơi tô màu thôi mà Su, đâu có đâu. Đây chính là trò chơi tô màu tương tác. Một lát nữa bức tranh của con sẽ được thể hiện trên bức tường ánh sáng kia. Mà phải công nhận thông qua các trò chơi mà chị Su nhà ta thể hiện được kỹ năng tiếng Anh của bản thân, nhờ đó mà mẹ nắm được trình độ và khả năng của Su nè. Không chỉ vậy, VOS còn bố trí nhân viên tư vấn tại chỗ về các chương trình học mới. Nào là áp dụng phương pháp học chủ động ra sao, nào là nội dung học phong phú như thế nào, sống động từ giáo trình như thế nào. Nhờ đó mà ba mẹ lại hiểu thêm về Super Kids và cảm thấy vô cùng tự tin để lựa chọn một chương trình học phù hợp cho con em của mình. Nhất là những bé đang học cấp 1 như Su vậy nè. Cuối cùng thì chương trình mong chờ nhất của hai chị Su đã xuất hiện rồi. Đây chính là bé rùa xinh xắn mà nãy giờ hai chị Su nhà ta tô màu và viết tên lên đó. Mọi người có thấy tên Su Mi ở sau đích không kìa? Xem hai chị Su nhà ta vui đến nỗi mà không muốn về luôn kìa. Bật mí cho mọi người nha, mọi thứ ở đây đều được miễn phí hết á. Khu vui chơi này mở cửa tới ngày 3 tháng 7 lận đó. Ba mẹ và các bé nhà mình tranh thủ đến ngay sảnh Tây AL Monsalado Tân Phú để tham dự ngay và liền luôn nhé. Vừa chơi vừa học vui lắm mọi người ơi.